Ok, hôm nay Candy và Sam sẽ đến đây để bơi chung với Tion ha. Mắt vệ sinh quá hả? Ra phòng thay đồ. Đó. Rồi. Hôm nay bạn Candy sẽ ôn lại kỹ thuật bơi người cá level 1 xong rồi luyện tiếp level 2 cho xong ha. Em là lâu rồi chưa có tập luyện gì đúng không? Rồi mắt kính đeo vô nè. Bây giờ em có cảm thấy lạnh không? Trời đang mưa đó. Chị ba thấy lạnh. Bé Sam thành người nhái vậy luôn đó hả? Trời, người nhái bơi vậy luôn đó hả? Người nhái. Rồi, chị ba người cá nè. Nâng đuôi lên ngang mặt nước nè. Thả miệng ra hít hơi vào. Đếm 1, 2, 3. Hạ đuôi xuống. Rồi, tập cân bằng hơi thở và đuôi cá đi. Chừng nào thấy hết lạnh rồi nó tươi cho đeo mắt kính vô bơi ha. Hít thở cho nó đều nha. Hít hơi vào là nổi đuôi lên ngang mặt nước nha. Tập xong cái bài này thấy hết lạnh rồi là bắt đầu xuống nước bơi luôn đó. Em đang mát mà. Wow, bé Sam giỏi vậy ta. Em đang mát đúng không? Tập bơi ở một cái hồ bơi. Rồi em có muốn nói gì với các bạn không? Lâu rồi chưa ra video. Nói em làm người cá được lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu tháng rồi? Từ tháng 1 đúng không? Từ tháng 1 luôn rồi hả? Tháng 1 năm ngoái hả? Năm nay. Từ tháng 1 năm nay em đã trở thành người cá. Rồi bây giờ em đã có level gì chưa? Level 2. Sắp lên level 2 chắc về. Chắc. Nín thở được 1 phút chưa? Anh nói em chừng nào em hết lạnh em mới xuống nước mà em xuống liều luôn vậy đó hả? Hết luôn rồi. Hết luôn chắc không? Chắc. Rồi. Thở nước đi. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Giờ không có mắt kính thì cứ nhắm mắt thở nước ha. Em lấy cho. Đó. Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi ha. Hít thở. Cho nó quen. Em hay hồ bơi lặn lại giờ. Rồi bạn Sam lại tập chung với chị thở nước luôn. Có chị tập thì mình tập chung luôn. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi trong nước. Nổi đuôi lên thở nước được không? Hít hơi vô mà nổi cái đuôi lên ngang mặt nước. Wow, được luôn hả? 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi, hôm nay tôi phải ôm cho bạn Candy lại cái level 1 cho nó chắc cú. Rồi bắt đầu bạn ấy sẽ luyện tập để lên level 2. Level 2 là bắt buộc là phải ra biển thi lặn. Nhưng mà nhà em chắc bận lắm, không đưa em đi được đâu đúng không? Chứ còn cái gì nữa. Nên sẽ cho em tập luyện thi level 2 trong Sài Gòn luôn, chịu không? Yeah. Ừ. Thì mấy bạn lặn bằng bình khí là ở ngoài biển nó hơi bị khó. Mấy bạn phải lặn xuống độ sâu 6 mét. Lặn xuống 6 mét lận. Khủng khiếp lắm á. Chuẩn bị tinh thần đi. Thì anh sẽ tập cho em chừng nào em... đủ level 2 rồi anh sẽ cho em thi luôn. Thì để trở thành người cá quốc tế level 2, với tình hình là đây là mùa là học rất căng thẳng nên các bạn người cá đang học level 2 chắc chắn không thể ra biển thi được đúng không? Nên các bạn phải có một bài tập luyện khác để lấy được level 2. Và chỉ những bạn người cá đã được lấy level 1 tôi mới hướng dẫn cái này. Và bây giờ anh sẽ nói như thế này cho Candy rõ nha. Hồi hôm bữa là em đã tập một số bài tập thở của level 2 chưa? Nhớ không? Anh có hướng dẫn em rồi, em nhớ không? Chìm xuống thở ra bằng mũi, nín thở lại, rồi thở nhẹ hơi ra, hít hơi vào, nổi lên. Thì hôm nay á, em phải làm lại cho Tion đúng cái bài tập thở nâng cao để em có thể nín thở được 1 phút trong nước và em có thể lặn xa được 6 mét.
rồi hoành về mới được lấy hơi. Thì anh sẽ cấp bằng người cá quốc tế level 2 cho em. Bơi một vòng. Nhưng mà em sẽ không có được lên level 3, bởi vì muốn lên level 3 em phải làm được. Đúng rồi, phải đi ra biển. Sử dụng cái bình khí thở thực tế, làm được cái đó là tôi mới có thể cho em lên level 3. Còn cái này là tôi chỉ tập cho em lấy được level 2 thôi ha. Nha. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, em chỉ có hai bài để tập thôi. Thở và nằm được ở dưới nước hoặc là ngồi ở dưới nước. Easy. Dạ. Easy không? Đúng, em nằm, em đụng đầu, em ngồi dưới nước. Are you sure? Thiệt. Show me that. Ok, đúng. Oh. Ủa mà em đâu có thi người cao quốc tế level 2 đâu, làm gì em sơm quá vậy? Em thích. Đây em còn chưa có bằng quốc tế level 1. Đúng rồi, xuống nước nè. Nè, giống tôi đem mắt kính vô coi tôi nè. Thở nước 10 lần cái đã. Rồi bắt đầu chìm xuống. Thở nước đi. 1. Thở nước. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi 10 lần. Đó. Và những bạn mà đệ tử của tôi ôn á mà chưa lấy xong cái bằng quốc tế người cá level 2 á, thì có thể coi bạn người cá Candy làm mẫu để các bạn luyện tập. Để tới ngày 30 tháng 9 này hả, tôi ôn sẽ cho các bạn thi lấy bằng level 2 và tôi ôn sẽ cấp bằng luôn. Để tiết kiệm thời gian, đúng không? Bởi vì vô năm học rồi mấy bạn không thể ra biển tập luyện được, nên phải tập như vậy lấy level 2. Còn muốn lên level 3 bắt buộc là phải ra biển nha. Rồi bắt đầu. Thở nước 10 lần chưa? Rồi chìm xuống thở nhẹ ra bằng mũi. Làm 10 lần xong rồi em chìm xuống. Thở ra chìm xuống. Lúc mà em nổi lên á thì em cũng thở nhẹ ra bằng mũi để nổi lên nha. Nói chung là em muốn chìm xuống, đúng rồi, em phải cố gắng hít hơi nhiều, giữ hơi trong bụng thật là nhiều. Xong rồi lúc mà em chìm xuống em chỉ thở nhẹ hơi ra để em dễ chìm xuống, nhưng mà em không được để bị mất hơi ở trong bụng, hiểu không? Giữ hơi trong bụng để mình chìm xuống dưới. Rồi em ở dưới được càng lâu thì càng tốt. Còn khi nổi lên là em phải thở nhẹ không khí ra bằng lỗ mũi để nổi lên nha. Nhìn tôi ôn nha. Đó, level 2 là phải làm được như vậy. Đợi xíu nè. Chìm xuống nè. Giơ tay ra nói em bắt tay người cá mà em không có. Em có định bắt tay nhưng mà không có xuống. Em bắt tay dưới tiêu không được là em chưa có vượt qua được level 2 đó đâu á nha. Phải ngồi xuống nước bắt tay được dưới tiêu, rồi khi nổi lên là thở nhẹ hơi ra bằng lỗ mũi nha. Làm lại ha. Nhìn tiêu để ý nha. Bắt tay người cá biết chưa? Xuống dưới bắt tay kiểu người thường là tiêu cho ngồi ở dưới luôn á. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Bắt tay người cá nha. Thôi kỳ biết rồi mà. Rồi 1, 2, 3 thở nhẹ. Thở nước 10 lần cái đã rồi mới chìm xuống. Thở nước 10 lần đi để giữ hơi. 1. Nhớ xả hơi trong cái khoang mũi mình ra thôi. Bởi vì thành người cá rồi em sẽ điều khiển được tất cả cái luồng khí ở trong cơ thể của mình, giống như là khí công vậy đó. Hơi thở nó đi đến đâu mình đều cảm nhận được và mình tiết chế được hơi thở của mình, hiểu không? 1, 2, 3 lặn xuống nhìn tiêu nè. Sao anh
anh giơ tay trái em đi giơ tay phải vậy? Em giơ tay trái luôn chứ. Em bị xuống nước cái em bị mất hơi, cái em cái não em nó bị thiếu oxy, cái em suy nghĩ không được á. Đó, thấy nguy hiểm không? Người cá là phải giữ trí tuệ luôn, sáng suốt. Hiểu không? Lại nha. Em mất tiêu mất tiền. Ủa sao em nhoi quá vậy? Em có phải người cá không vậy? Mà em vô đây em cứ nhoi vậy nha. Rồi anh bắt tay với em nha. Em làm được không nha? 1 2 3. Sao bắt tay sai nữa rồi? Cái tại này, vì em nổi lên mà. Em bắt tay cái này giống như là hả, làm hình cánh chim tình yêu quá vậy. Làm ngược rồi. Hồi nãy em bắt tay với Tion á. Vậy mà. Hồi nãy em làm. Em để ngược vậy mà tự nhiên em để cái tay vô như vậy à. Này bắt tay giống như là trong môn bóng ném á. Lộn nữa rồi. Thấy chưa? Em mới nín thở có một chút mà em đã mất đi ý thức rồi. Gì kỳ quá vậy? Sao làm người cá level 2? Đó, xuống lại nha. Thấy anh thở nước đúng chưa? Em coi anh thở nước em hiểu rồi đúng không? Nhưng mà anh thở ít quá. Hít vô nhiều, xong rồi khi mình chìm xuống mình chỉ thở cái không khí trong cái đoạn xoang mũi này thôi, để cho người mình chìm xuống. Nhưng thôi. Anh thở ít vậy? Thì thành tiên cá rồi. Rồi xuống. Không thở nhiều. Thì anh thở vừa đủ chìm thôi, anh thở nhiều cho hồi anh hết hơi cái anh nổi lên hả? Con trời đất ơi, người ta thở để người ta đủ chìm thôi chứ. Nhưng mà em phải thở nhiều em mới lặn. Thì em đã lỡ thở hết hơi trong bụng rồi là sai. Là không có lên level 2 được, chỉ thở một ít hơi trong cái xoang mũi của mình thôi. Để chìm xuống thôi. Đúng rồi, em thở được hơi trong xoang mũi em mới chìm được nha. Rồi bạn Sam, cho bạn Sam xuống thử với Tion nhanh lên. Qua bài khác. Thôi các bạn người cá ở nhà coi mà tập luyện cái bài này nha. Bạn Candy với bạn Sam sẽ làm mẫu cho các bạn người cá coi. Muốn lên level 2 phải trải qua hai cái bài này. Ổn định hơi thở trong nước, làm chủ được hơi thở để có thể chìm xuống nước ha. 1, 2, 3 bắt đầu. Đang quay này chị hai của em. Em đang chỉa máy quay vô chị đó. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Nhiều quá bị lúng túng đúng không? Anh giơ tay trái bắt tay với em phải giơ tay trái bắt tay với anh luôn chứ. Nè vậy mới đúng nè, sao trên bờ đúng mà sao xuống nước các em làm sai nữa vậy? Em lại bị mất oxy trong não nữa rồi. Có bạn Sam là giỏi nè, sao bạn Sam giỏi vậy bạn Sam? Rồi, bắt đầu lại nha. 1, 2, 3. Sam dành cơ hội bắt tay với tổng thống rồi vậy ta. Có chừng bị bắn á. Lại. Rồi. Xuống nước bắt tay với người cá nha, người cá với tiên cá bắt tay nha. Em phải chìm được nha, ngồi xuống nước đàng hoàng nha. Nhớ thở. Nè, thở ra nè. Hít hơi vô nhiều, thở nước 10 lần. Rồi, hơi thở ổn định rồi bắt đầu hít hơi vô nhiều. Xong rồi xuống nước là em chỉ thở hơi ra như vậy thôi nè, đưa cái tay để cho cảm nhận hơi thở. Rồi dừng lại. Nóng quá. Giống như lửa.
Đúng rồi, chìm xuống nha. 1, 2, 3. Em cũng chưa chìm được á, thôi kệ vậy cũng tốt rồi. Thì nhớ là phải chìm xuống đáy ngồi dưới tuy ôn rồi bắt tay nha. À, trời đất ơi, bây giờ bạn người cá Mai Si mới đến. Sao bến trễ vậy? À, bạn ấy đi học. Hello, Ajinomoto. Ta chào. Rồi bắt đầu nhá. 1, 2. Đeo vô mắt kính vô. Lẹ lên đi. Rồi để qua cái bài mới. Bạn người Kamaishi mới level 1 mà. Nên bạn ấy sẽ xuống luyện để cuối tuần này bạn thi level 1. Rồi. Thở nước 10 lần ổn định hơi thở hết chưa mấy em? Thở đi. Thở đi Sam. Sam giỏi quá. Sam có tố chất người cá quá. Rồi, vừa hít hơi vô bằng bụng, vừa hít hơi vô bằng miệng, xuống nước. Thở nhẹ ra bằng mũi, chìm xuống ngồi dưới đáy. Ai ngồi lâu nhất thắng. Còn ai ngồi bằng dưới tiêu ôn, tiêu ôn cho làm người cá level 7 luôn. Người cá thế giới luôn. Top 3 người cá thế giới luôn. Ủa tiêu ôn là top 3 hả? Ừ. Nín thở 5 phút dưới nước hơn. Vô top người cá thế giới luôn. Rồi bắt đầu vô. 1, 2, 3. Cứ trôi lững lờ như lạc trôi lạc chợ vậy mấy em. Lại lần nữa thôi nha. Xuống dưới nước luôn á. 1, 2, 3, bắt đầu. Nhớ em thở mạnh hơi ra cũng được. Khi em chìm xuống em thở mạnh hơi ra rồi em nhìn lại em đừng thở nữa. Thở mạnh hơi ra bằng lỗ mũi thôi. Rồi bắt đầu dịnh vô tay Tony, thở nhẹ. 1, 2, 3, chìm xuống. Xuống rồi đính thở lại. Trời ơi, bây giờ trời tối lại mặc cái bộ đồ bơi biểu diễn của người cá level 2 vô nữa. Sao không mặc cái bộ đồ tập luyện á? Tiêu. Hả? Cho em đưa tiên cá YouTube với người ngoài. Em lên level 2 cho. Lên rồi. Đồ đó để thi level 2 mà. Rồi bắt đầu chìm xuống nha. 1, 2, 3. 3. Chị em thi level, còn em đâu có thi level đâu. Nhưng mà em thể hiện còn xuất sắc hơn chị nữa đó. Ủa dè. Trời ơi, đi mặc bộ đồ tiên cá vô chi cho nó đẹp xuất sắc rồi xuống đi tập luyện nó rách rưới ra không. Xuống đây là để ôm để thi level 1 mà em chơi mấy bộ đồ level 2 vô không à. Em làm chi cho đẹp quá vậy chị em. Mặc đồ level 1 được rồi. Mặc lên tới đồ level 2 luôn. Làm cho bạn Candy nhìn nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt sinh tố từ miệng ra kìa. Nhưng mà em thích được chữ tướng với lại đuôi. Còn một người cá kia nữa. Còn ai nữa? Chứ hết ba nhà em luôn á. À cái người cá kia em của em đúng không? À sao không rủ xuống bơi luôn? Cái bài tiếp theo là bây giờ em phải lặn 6 mét rồi hoành về. Dạ.
em bơi từ chỗ cái đèn ở đây thôi nè Candy nè. Bây giờ em sẽ xuất phát từ cái đèn này tới cái đèn đằng đây ha, rồi từ cái đèn đằng đó em hoành về đây em mới được quyền ngẩng mặt lên hít hơi vào, rồi em thở nước ổn định, rồi em tiếp tục làm như vậy nữa. Em làm hôm nay 20 lần cho Tiêu anh. Candy, bài tập level 2 tiếp theo mà em phải làm được để lấy được bằng người cá quốc tế level 2 là em phải làm 6 mét cho Tiêu nha. Lặn từ đây qua bên kia rồi hoành về mới được lấy hơi vào nha. Mấy bạn là làm 8 mét không á, bởi vì ở môi trường nước bình thường này chứ không phải nước biển và lặn ngang chứ không phải lặn sâu nữa, đáng lẽ là phải 8 mét nhưng mà em mới tập là anh chỉ để cho em 6 mét thôi á nha. Để bắt đầu đi. Người nhái có muốn làm giống người cá không? Thở nước. Đúng rồi, vuốt nước. Tại chỗ thở nước. 1, 2, 3, 4. Ừ, 19 lần nữa. Ok. Em phải tập như vậy rồi, các bạn người cá ở nhà coi thấy rồi đúng không? Mấy bạn cần phải làm chủ được hơi thở trong nước, lặn được, ngồi được hoặc nằm ở trong nước lâu nhất có thể. Rồi các bạn phải lặn xa nhất có thể rồi hoành về lấy hơi. Như là các bạn lặn ở ngoài biển mà lặn xuống dưới là mất hơi là chết luôn đúng không? Phải hoành về được lấy hơi mới đúng, đúng không mấy em? Hiểu không? Khó gì? Về là em thở nước. Rồi. Như vậy là xong. Level 2. Tới đây level 1. Em cũng chuẩn bị cuối tháng này bắt đầu thi luôn ha. Hôm bữa là em có chụp hình chưa? Chụp hình làm bằng chưa? Chưa. Chưa hả? Bây giờ anh sẽ kiểm tra lại từng bài của em để cho em thi ha. Rồi em làm luôn chung với bạn đi. Ủa đây là bạn người cá sinh đôi hả? Bạn này là bạn người cá Mai Si. Nhưng mà có chị em sinh đôi không? Không. Rồi bây giờ là cái bài tập trong người cá quốc tế level 1 là em phải bơi được, lặn được và lội được. Nhớ bài bơi không? Bài bơi sao? Bơi 1 nhịp, lặn 3 nhịp, lội 5 nhịp nha. Tiêu, em bơi với cá heo ở dưới đây. Cá heo gì? Cá heo á. Rồi em làm đi nha, 19 lần nha. Không thôi là anh không có đi mua đồ ăn gì cho em ăn đâu. 1, 2, 3, bắt đầu. Quanh dây. Chúng đôi của ai? Chúng đôi Mai Si hả? Đúng rồi. Mai Si làm gì tốt lắm á. Em làm như vậy 5 lần cho anh nha. 5 lần cái bài đó. Không ngừng nghỉ nha. Liên tục. Ra đó. Như vậy là bị game over rồi đó Candy. Là phải làm lại á. Coi như Candy mới làm được mới một lần duy nhất à. Lần này em nổi lên là em thua rồi nên em phải làm lại. Hiểu không? Thở nước ổn định rồi làm lại nha. 19 lần. Sao bé? Nếu mà từ đây bên kia hết thôi thì phải làm lại lần. Đúng rồi. Em tập luôn đi hả? Em muốn làm người cá level 2 hả? Ủa nếu mà em mới vô vậy mà em làm được mấy động tác đó em lên level 2 luôn. Không, em phải tập level 1. Ao. Bơi 1 nhịp là không được dừng lại nha Mai Si. Em phải làm 5 vòng hồ này liên tục. Giữ hơi thở ổn định và động tác phải phối hợp nhịp nhàng. Còn cái bạn Candy này, bạn cứ nhủi hoài ta. Tại sao lại lên bờ nữa hả? Đeo mắt kính nữa hả? Có chuyện hoài hả?
hình như là cố tình đánh trống lãng hay là câu thời gian gì đây nè. Không may mắn cho anh tụi em à. Lại gặp. Có lý do. Đây là đánh trống lãng chứ không phải là có lý do đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Đây tôi anh cột dây áo giùm cho. Đâu chỗ nào? Cột đẹp. Cột đẹp. Có khắc hình cái nơ không? Có. Có khắc hình trái tim không? Có. Dây áo làm sao khắc hình trái tim được, em đùa hả? Rồi bây giờ bạn người cá Mai Si phải lặn tiếp 5 vòng cho Ti Un là 3 nhịp nha. Bơi rồi tốt rồi, giờ tới chuyển qua lặn nha. Rồi cái bài cuối là em phải lội được. Rồi cái bài thứ tư là em phải thở bằng ống nước được. À quên, ống thở. Thở bằng thở bằng ống thở. Nhưng mà cái ống thở đó em có thể kết hợp để dùng cho bơi, lặn và lội luôn, hiểu không? Cái ống thở em có mang xuống không? Ok, good. Rồi bây giờ lặn nè, 3 nhịp. Nhớ, mắt nhìn theo chiều cánh tay. Thở nhẹ hơi ra, nổi người lên mới kéo tay ngẩng mặt hít hơi vào. Ok, rồi làm đi em. Tiếp đi, chừng nào hơi thở ổn định rồi em làm tiếp ha. Cố gắng như vậy á, đừng để bị mất thân nhiệt nha mấy cưng. Bị mất thân nhiệt là sẽ bị cảm phổi. Cảm phổi là sao Tiêu? Bị cảm phổi là mai mốt trong phổi mình nó có nước ở trong đó đó. Mình phải đi ra bác sĩ. Bác sĩ đút nguyên một cây kim dài thòn lòn gần 2 mét vô, đâm vô chú, vô cái phổi của mình rút nước ra được không? Không. Không được đúng không? Không được. Vậy phải giữ thân nhiệt. Biết cách giữ thân nhiệt của người cá chưa? Chưa. Làm người cá đi, tôi mới chỉ, tôi chỉ mấy bạn hết rồi. Ha. Hai lần rồi. Tiếp lần thứ ba. Rồi bạn người cá Maxi. Hôm nay là Tion luyện cho Mai Si để chuẩn bị dự thi level 1, còn Candy là level 2. Và cũng là Candy là chính, bởi vì Candy sẽ làm mẫu cho mấy bạn người cá chuẩn bị level 2. Em là level 1. Lấy luôn cái bằng đó cho nó xong. Để tôi bắt đầu chương trình đi phiêu lưu của Tion nữa. Lặn xuống đại dương. Ra ngoài biển sao ngoài Vũng Tàu bữa trước đó. Em đi có nhiều san hô đẹp lắm á, tự nhiên nó ngứa. San hô ở Vũng Tàu cũng có hả? Có. Ở chỗ nào? Không, nhưng mà hồi nhỏ em nhớ. Ủa? Là em đã đi tìm có em. Mới lạ đúng không? Ừ, có mới lạ. San hô Vũng Tàu mà có là hả? Tại sao em không nhớ? Là chắc lúc đó hả, người cá là hả phân nửa dân số Việt Nam mới có thể làm ra san hô ở Vũng Tàu được. Tại người ta thành người cá hơn, người ta mới cùng chúng ta xây dựng môi trường biển tốt hơn. San hô mới sống nổi. Hả? Em làm. Than hoài. Trời đất ơi. Than miếng. Có món gì vậy? Vậy hồi lên lầu ăn, lên nhà bạn ăn ha. Ok ha. Rồi bây giờ mấy em tập tiếp luôn đi rồi. Bây giờ em tới phiên cái bài lội, nhớ không? 5 nhịp. 5 nhịp là nổi, vuốt tay cho đúng nha. Tay kéo qua ấn xuống là đưa lại vị trí ban đầu ha. Quan trọng là đó. Rồi.
Messi hồi nãy chưa có tập, nhưng mà thi là phải tập. Rồi Messi xuống làm bài lặn, còn Candy tương cho em là 10 vòng thôi. Làm 7 vòng nữa đi. Rồi bắt đầu lên nhà bạn Messi ăn. Sao nói gì? Thấy Messi đẹp hả? Thấy Messi đẹp. Tất nhiên rồi, thành người cá level 2 là phải đẹp rồi. Người cá level 1 thì chưa đẹp mà người... Em thích hả? Ok. Cho luôn cũng được nữa. Đệ tử tiên cá mà. Nhưng mà phải vượt qua thử thách của tiên cá mới cho, đúng không? Đúng không? Tiên cá không ổn. Tiên cá mà phải có thử thách. Thử thách đúng rồi. Thử thách là lặn nín thở dưới nước 1 phút mới cho được. Được chưa? Giờ làm đi ha. Được là anh cho nha. Dạ. Rồi, lặn xuống 1. Không, thở nước xong đi. Nếu mà làm không được làm phải mua nha. Hả? Thì nín thở được 1 phút thì anh cho đuôi chu tước hay là phượng hoàng gì đó. Còn không được 1 phút là em phải mua nha. Hai đuôi luôn. Ừ, ok luôn. Cho hai đuôi luôn. Còn một đuôi để cho xem mặt ha. Làm tiên cá phượng hoàng. Phượng hoàng là màu hồng trắng mà. Tiên cá phượng hoàng luôn nữa. Cái đuôi gì ta? Hả? Đợi bắt đầu nha. Nè, các bạn kiểm chứng coi bạn này nín thở được 1 phút không nha. Kim đồng hồ trong kia chỉ tới số 12 là bạn ấy nín nha. Đang cuốn từ bóng đèn tới bóng đèn. Không, nín thở 1 phút mà. Rồi nín thở nè, bắt đầu nha. Không nín thở nổi đâu. Vậy thôi, khỏi mơ tới đuôi tiên cá đi. Cho mà cũng lấy không được nữa đúng không Sam? Dạ được. 30 giây. Thôi 1 phút. 37. 1 phút à. 40. Thôi đừng trả giá nữa. Chịu chơi hay không chịu chơi thôi nè. Hả? Sao mà đúng không? Ủa sao em làm cứ nhanh quá vậy? Anh không thấy em làm luôn á. Em ơi. Hình như. Ờ vậy thôi. Em tập luyện tiếp đi. Tạm biệt đuôi cá. Tạm biệt đuôi cá chưa nín thở 1 phút được đúng không? Chưa. Rồi em xuống. Xuống em lội 5 nhịp cho Tuyên xem nha. Lội đi nào. Từ cái bóng đèn bên này qua bóng đèn bên này thôi, không cần phải đi xa. Để xích lên này đi. Đấy này. Sao để cái người mình lơ lửng trong nước quá vậy? Đó. Cái người phải nổi lên đây ngang mặt nước. Bên đây qua bển mà. Ừ, cái người phải nổi ngang mặt nước. Để lúc mà kéo tay vuốt nước ngẩng mặt ha, miệng hít hơi vào cho nó lẹ, hiểu không? Chân đánh 5 nhịp ha. Đều nha, để nước đẩy mình đi rồi mình mới lắc đuôi tiếp chứ mình đừng có tốn sức. Thất bại là mẹ của thành công. 1 2 3 4 5 Rồi, tiếp. Lỗi của em hơi kỳ á, làm lại. Nước ngỡ mặt hả, miệng hết rồi. Nhớ mày lên. Ra được rồi. Rồi vuốt nước thở nước tại chỗ luôn, đừng vô bờ. Đó, em lấy tay vuốt nước thở nước. Khỏe rồi làm tiếp. Rồi em được chưa? Anh thấy em cũng được rồi. Vậy là cái bài ống thở hôm bữa em thở quen luôn rồi đúng không? Lặn bằng cái ống đó chưa quen lắm đúng không? Ừ, nhưng mà không sao, em sử dụng ống đó thôi được là ok rồi ha. Vậy mình chuẩn bị nghỉ ngơi ha.
chày á. Thì sao? Sao em chơi sao bị té chày chân quá vậy? Do chơi trượt băng dày mới quá. Hôm bữa anh đã nói rồi đừng có chơi cái trò đó nguy hiểm mà. Em tập. Giờ còn đi tập không? Dạ còn. Rồi cái chân nó ghẻ ra như vậy rồi còn mê chơi trò trượt băng mai mốt hả? Xấu xí á. Té cứ chạy chùa hoài rồi cơ thể mình nó sẹo không à. Cái trò chơi đó anh nói là người cá là không có chơi trượt tuyết. Vậy sao Tiêu? Nhưng mà Tiêu không nha, hôm bữa là vì bạn người cá Lexin tôi đi chơi mấy lần cho bạn ấy vui thôi. Nhưng mà thấy bạn ấy không có xuyên bơi làm người cá nữa nên tôi từ bỏ, không có đi bơi nữa. Không đi trượt băng. Nên Tiêu không có đi trượt băng nữa. Không đi bơi luôn. Không đi bơi chết luôn. Thôi, nghỉ chơi trượt băng đi, chân ghẻ quá, ghê quá rồi. Thôi, nó không có té chày mặt á, chày mặt là xấu trai luôn á. Bữa trước em xếp nữa là dập mặt. Hôm bữa em chơi trượt băng xém gì? Xém dập mặt. Chơi trượt băng mà xém dập mặt luôn hả? Thôi bỏ chơi trò đó đi. Thấy làm tiên cá, người ta trắng trẻo, đẹp đẽ, cơ thể lành lặn, cơ thể body slim fit. Giống như Tiêu nhất tâm mắt hả? Ừ. Tự nhiên chơi trượt băng cho người nó sẹo sùng nó thấy gớm ha. Bỏ ha, rồi bắt đầu vô tập luyện đi ha. Mấy bạn người cá tập luyện cũng đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi đi ha. Chúc bạn đi ăn Tiêu. Đi ăn ha. Rồi đi ăn nè. Muốn lên nhà bạn Mai Si ăn hết cơm nhà bạn đó không? Hay là muốn đi vô siêu thị ăn hết siêu thị? Rồi ai trả tiền? Để Tiêu anh mượn tiền của ông trời ha. Bởi vì trở thành tiên cá rồi là không có cần kiếm tiền nữa, ông trời cho tiền xài luôn. Đúng rồi, Tiêu anh chỉ cần lặn xuống biển lụm lên một cục bán tiền không. Đố là cục gì nói được cho. Trời đất ơi, tiên cá mà đi phá hoại san hô à? Không, cục chai. Chính xác. Ngọc trai, đợi ngọc trai nó chết rồi mình mới lấy, hiểu không? Cái đuôi này. Chứ không phải con ngọc trai là tôi xuống tôi nại họng nữa là tôi lấy đâu nha các bạn.